Rồi, ok, hello anh em nha. Bây giờ là sáng ngày thứ ba, em tiếp tục lên sóng vài món nữa nha anh em cần món nào cứ alo cho em nha. Số em là 0933 207 208. Rồi, đầu tiên là một cái ba ga custom 82, ba ga Sirin. Cái này em bán là 900 ha, Sirin rất là đẹp. Đó, 900 nha anh em, ba ga. Cỡ này là giá này là quá ok rồi, không thể nào rẻ hơn đâu. Đó, anh em nhìn nước si này, còn rất là sáng. 900 nha, ba ga custom. Cái này đời cao nha anh em nên nó sẽ là si bóng nha, còn mà đời thấp thì si mờ. Đó, si bóng thì mình khi mình nhìn gần thì nó sẽ có sọc nha, đó. 900 nha, cỡ này là quá đẹp rồi, giá im nha. Rồi một cái yên này thì dành cho đèn tròn 81, 86, nói chung là cúp đèn tròn gắn thì nó sẽ hợp hơn so với cúp đèn vuông. Nhưng mà cúp đèn vuông thì vẫn xài chung được nha anh em, nhưng mà ý em nói cái độ mà hợp để nhìn cho nó có thẩm mỹ thì đèn tròn gắn nhìn nó sẽ hợp hơn. Cái này da riêng toàn bộ ha, này về lấy xà bông rửa ra nha anh em, tại vì nó đóng bụi dơ đó. Chữ nghĩa là ok nè, đó chữ Honda riêng đó, hít thì bị hư ha. Yên này em bán giá là 1,2 triệu thôi nha, giá quá im nha anh em, giá tốt 1,2 triệu. Vậy có thể hai hai cái hít yên vô nha, đó im máy nha. Cái này anh em vô 86, 81 là hết bài. Nói chung là vô đèn tròn nhìn nó sẽ có duyên hơn là so với đèn vuông. Rồi một cái dòng Curon hơi xấu nha, đây có bị trầy nè đó, nhưng mà mấy cái lỗ răng này là chỉnh hết nha. Cái này em bán giá bộ đội cho anh em về vô xe cỏ cỏ thôi, 200 thôi đó. Mặt dưới mặt tiền nha anh em, với lại cái hay là cái đầu rin á, mình gắn vô nó rất là ôm nha, ôm sát với cái đầu đèn luôn, nó không có rè nữa. Còn đối với mấy cái đầu lô mình gắn nó hở từ lơ hết á, rồi chạy nó rè lung tung, nó nghe mệt lắm. Còn với răng cỏ đồ, mấy chiếc xe Việt Nam thường thường á là răng là dặn hư hết, còn cái này là răng cỏ là chỉnh hết, tại vì mới mở ra lần đầu không à, nên khi mình gắn vô chiếc xe rin thì nó rất là đã, lúc nào cũng vậy. Khi ráp đồ á, ráp đồ rin nó sướng lắm, còn ráp mà đồ tầm bậy tầm bạ là bực mình lắm. Rồi một cái Boe 70. Đó, cái này thì bán là 500 thôi, do nó bị nứt cổ nhẹ ngay đây nha. Đó, nhưng mà khi mình lắp lên xe thì vẫn xài ok nha anh em, không có việc gì cả nha. Nè, GB5. Quan trọng là hai cái tay này nó cũng chưa bị tét ha, với cái lọc gió bên trong nữa, lọc gió bên trong là còn ok luôn. Đó, 500 nha. Hàng 70 thì tương đối cũng rất là hiếm nè, mấy con ốc này còn ok hết nè. Đó, ốc chân cẳng đồ ok hết, chỉ có tội là bị nứt nhẹ cái cổ thôi. Đó, nhưng mà xài là ok ha, tại vì khi mình lắp lên xe thì nó không ảnh hưởng gì hết nha, mình gắn bẩn gì vô nữa là nó kín hết. Này trong xe tháo ra là xài bình thường nha anh em. Đó, cái này em bán là 500 thôi nha, nếu mà không có bị nứt cổ em bán 800 ngàn đó. Tại vì đồ 70 đó, càng ngày nó càng hiếm, nhiều người hỏi đồ 70 không rồi nhưng không có để bán, chứ mình cũng biết là nhiều người cần đồ 70 nhưng mà thật sự nó hiếm và giá nó bị đẩy lên rất là cao luôn. Đồ 70 á, anh em mà mua đồ 70 lúc nào giá nó rất là tơi so với hàng 90 đơn giản, như là cái nồi hoặc là bình xăng con hoặc là gì, đồ 70 lúc nào cũng mắc hơn. Cặp bánh cũng vậy, cặp bánh 70 là có thể rất là cao tiền luôn, vẫn có người mua, nhưng mà bánh 90 thì nó tầm nó không có độ hiếm á, nó nhiều quá nên là giá nó cũng vậy à. Đó, 500 nha. Boe này thì xài DD custom, nói chung là xe cúp 70 là xài chung. Rồi một cặp xi nhan sao giá xanh viên, cặp này thì bán là 1 triệu thôi, đó cũng còn khá. Đó, cặp này là được cặp chân rin nha, chân rin nói chung là rin 100%, chỉ có cái chân chân bên đây bị nứt nhẹ nè, để coi đó, nó nứt nhẹ đâu đây nè, nứt chứ chưa bị gãy nha, em bao với anh em là nứt nhẹ thôi, nên độ sẵn con ốc luôn cho nó cứng là luôn, chứ không có bị gãy dạng rời nữa nha. Tại thường cái này nó dễ nứt lắm. Cái này là dây điện rin nè, chui bóng rin đó, 1 triệu thôi. Nên cái này thì thích hợp cho anh em vô xe cho con đi học hoặc là vợ đi chợ là hết bài ha, tại vì mua mà đồ mắc tiền thì gắn vô nó xót lắm, mỗi lần dựng xe đi ăn sáng là phải ngó trước ngó sau rồi sợ người ta quẹt mất công lắm, tại vì thường thường hai cái này nó dễ bị quẹt lắm, bởi vì đi xe cúp á, mỗi lần đi ăn sáng hoặc đi uống cà phê là kiếm cái chỗ dựng mà trống trải nhất là mới chui vô được, chứ chen chen vô là quẹt cái là mất công lắm. Đó, 1 triệu thôi nha, cặp xi nhan. Rồi một cái hộp sên, sên thì sơn green tem green, cái này bán là chính xị thôi. Cái này thì vô xe mọc rất là đẹp luôn nha, xe mà cỡ tầm 30-40 thì vô hộp sên này dư sức. 900 nha anh em, hộp sên custom 900, sơn green tem green nha.
bên trong nè. Cái này bên trong khi mình gắn lên thì nó cũng không có ảnh hưởng gì hết ha, 900 thôi. Rồi một cái kèn 2 dây, ở cái kèn này luôn với cái ống hơi nè, dành cho cái những cái dòng cúp mà đời 2 lẻ mấy trở lên nha. Đó có chữ nè, Honda đàng hoàng nè. Ở kèn này em bán nguyên cái này là 300 nha. Kèn này em bao với anh em là kêu cực lớn luôn nha, kêu lớn lắm, bóp là pin 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 đúng kèn rin nha. Cái này thì anh em nếu mà xài cho những cái dòng 81 86 vẫn được, anh em mua nguyên cái này về lấy cái kèn gắn qua thôi, còn cái bát dư cũng làm gì làm ha. Cái bờ là bầu khí này nè, 300 nha. Rồi một cái pha đèn custom, cái này em bán là 900 thôi, pha rất là trong luôn, đầy đủ chui bóng nè, đó ốc tán là ok hết nè. Đó anh em mà đi mua lẻ là cặp ốc này không cũng đã 60.000 nè, cái đuôi với cái đuôi này không phải 150. Rồi, mua lẻ thì lúc nào cũng tốn tiền lắm, còn mua nguyên cái gì về mình đập vô là ok, mặt tiền đẹp 900 nha, mặt dưới cũng ok nè, đồ heo xe thì mấy chục năm thì cũng phải có này có nọ thôi, chứ hoàn hảo thì vẫn có nhưng mà rất là hiếm nha, lâu lâu được một cái thôi. Đó 900. Rồi một cọng dây ga và một cọng dây km đời cao nha, hai cái này bán là 200. Đó, đời cao nha, dây km đời cao, dây ga thì xài muốn xài xe nào cũng được. Đó 200 nha. Giá im. Rồi một cây gánh. Gánh này xài cho 84 custom, cây này thì 300 tuyệt đẹp. Ốc tán ok hết. Ba sĩ nha. Rồi hai cái ba ga. Hai cái ba ga này bán giá chung luôn là 500. À, anh em nhìn thấy nước xi rất là đẹp luôn. Đó, chỉ có xịt bạc ngay chỗ hai cái bảng lề này thôi ha. Đó 500 nha, còn em mua lẻ là giá khác nha, bán hai cái gì luôn đi cho nhanh. Đó nước xi đẹp hết, đồ green thì nước xi lúc nào nó nhìn nó cũng đã hết nha anh em. Phía sau này cũng còn ok nè ha, 500 hai cái nha, giá gì thì vô theo xe là hết bài luôn. Rồi hai cây bô, cây bên đây là 1.500.000, cây bên đây là 900. Đó em sẽ quay cây 1.500.000 trước ha. Bô 50, bô này thì anh em chữa cháy cho 70 vẫn được nha, về á để vô là xài thôi, không cần phải độ chế gì hết. Còn đối với khi mình mua cây bô 90 á, thì cái đầu lòng 90 á, cái lòng kết cấu nó dài hơn xíu nên về mình phải phan lỗ trong đây hoặc là bẻ là cái cỏ tí xíu mới xài. Còn đối với bô mà 50 anh em để vô xe 90 là không cần phải độ chế gì hết, để vô cái kịch là ngay khớp. Ở bô này là 1.500.000 si rất là đẹp, bô này thì xài 81 86 xe gì cũng được nha, cái bát này xuất sắc. Đó, phần cổ cũng ok nha, phần cổ rất là đẹp luôn, 1.500.000 thôi ha, bô 50. Đó bên dưới nè, mấy cái này thì cũng không đáng kể nha nè, mấy cái này thì quá bình thường, đồ theo xe mấy chục năm mà. Đó 1.500.000. Đó anh em cần cứ alo nha, 0933 207 208. Rồi một cây bên đây giá chính xị, giá im luôn, cây này thì không có bát bô, cây này thì mặt tiền là đẹp hết nè, đó mặt tiền là tuyệt đẹp ha. Đó bên dưới thì nó có bị nám nên có xịt bạc nhẹ chứ không một lủng nha, bao không một lủng nha, cổ là ok hết, cổ riêng. Cái này thì giá bộ đội này thì anh em vô những cái xe cỏ thì rất là hợp lý ha, không một lủng, nó chỉ có bị nám nám nên xịt lên cho nó sạch thôi, nó bị nám nám như vậy xịt lên cho nó sạch. 900.000 nha, bô 50 quá rẻ luôn. Nhiều khi chiếc xe nhà bô lô cái tiếng nó rất là dở nha anh em, còn khi mình đi xe cúp á mình gắn cái bô rin vô thì cái tiếng nó đặc trưng đó, nghe nó đã lắm. Đó chính xị ha, cây em đây thì 1.500.000. Rồi một cặp giỏ, cặp giỏ này thì em bán là 800 nha, giỏ này hiện em vô xe 70 là ok, có luôn ruột nha. Đó, vỏ sau là vỏ 250 nè, vỏ BS nha, bê tông. Đó, vỏ thì còn khá nha, vỏ sau nè, vỏ này là vỏ Nhật đàng hoàng nha, đây đó vỏ Nhật bê tông Nhật Made in Japan đàng hoàng 250 nha. Cái này là cái sau đó, còn cái trước là đun lớp của Indo, cái trước là xuất sắc, rất là đẹp ha. Đó vỏ trước là đun lớp 225, cái này anh em vô xe 70 81 86 gì á hoặc DD cũng được. Đó cặp vỏ này em bán là 800, có luôn ruột, thiếu hình ruột nha, tại ruột công quay cũng vậy à, ruột cả đống nhà mà
Rồi anh em cần alo em nha.